Hôm trước thì chúng ta đã giới thiệu về chương trình, nhớ không? Chúng ta đã giới thiệu về một vài cái điểm đặc trưng của Corel Draw. Chúng ta cũng đã giới thiệu về cái một số các công cụ cơ bản, ví dụ như là công cụ vẽ hình chữ nhật, công cụ vẽ hình ellipse, các cái công cụ vẽ đa giác ngôi sao Complex Star. Chúng ta đã làm quen với một số khái niệm, ví dụ như là tô màu, hộp màu con, pha trộn màu trực tiếp trên đối tượng, các phương pháp để chọn, bỏ chọn, chọn nhiều đối tượng, group, ungroup và làm việc với lại các cái đối tượng ở trong group mà không cần phải tháo gỡ nó ra. Thì đấy là cái nội dung bài học hôm trước chúng ta đã trao đổi. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc tiếp với lại một số các khái niệm. Đó là khái niệm về tầng thứ của các đối tượng ở trong trong CorelDRAW, các lệnh gióng hàng, chia khoảng cách, quản lý các đối tượng ở trong Corel. Sau đó thì chúng ta sẽ làm quen với lại các lệnh cắt hàm để từ các cái đối tượng đơn giản chúng ta sẽ tạo ra được các đối tượng phức tạp hơn. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đấy là phần làm quen với các khái niệm về tầng thứ ở trong Corel. Trước hết là chúng ta sẽ vẽ ra một vài cái đối tượng. Trên màn hình thì các bạn đang nhìn thấy là chúng ta đang có một số cái đối tượng ở trong Corel, và chúng ta nhận thấy một điều là khi chúng ta vẽ ra một đối tượng thì nó chia ra các tầng thứ cao thấp hơn nhau với cái quy tắc rất chung cho tất cả các chương trình thiết kế đồ họa chứ không riêng gì Corel. Đó là một đối tượng được vẽ ra thì nó sẽ nằm đè lên che lấp những cái đối tượng mà vẽ ra trước nó, tức là đối tượng vẽ sau cùng bao giờ cũng nằm ở tầng cao hơn so với các đối tượng khác. Thế thì trong cái quá trình làm việc thì chúng ta cũng thường xuyên có cái thao tác là hạ những cái đối tượng mà nằm ở tầng cao xuống dưới những cái đối tượng mà nằm thấp hơn, hoặc là ngược lại là chúng ta cũng muốn nhắc một cái đối tượng nào đó ở phía dưới lên nằm trên các đối tượng khác. Thế để thực hiện việc này thì Corel cung cấp cho chúng ta cái lệnh như thế này: các bạn muốn đưa một cái đối tượng lên hay xuống so với một đối tượng khác thì chúng ta sẽ phải chọn đối tượng đó trước, sau đó thì chúng ta sẽ vào lệnh đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ vào lệnh Object và chúng ta vào Order. Cái này thì tùy các phiên bản khác nhau thì nó sẽ hơi khác một tí. Với phiên bản 7 này thì chúng ta sẽ vào cái menu gọi là menu Object và chúng ta vào lệnh Order. Trong này thì Corel cung cấp cho chúng ta một số các cái lệnh như sau, bao gồm các lệnh là to from a player, to back a player, forward one, back one. Thì đấy là những cái lệnh mà cơ bản nhất. Tôi sẽ giải thích lần lượt. To from a player là nó sẽ đưa cái đối tượng được chọn lựa lên nằm ở trên vị trí cao nhất trong số các đối tượng cùng nằm trong layer đó với nó. To back a player là sẽ đưa cái đối tượng được chọn xuống dưới cùng so với tất cả các đối tượng hiện nằm cùng layer với nó. Forward one thì nó sẽ đưa cái đối tượng được chọn tiến lên một bậc so với cái thứ bậc hiện tại của nó. Còn back one thì là sẽ đưa đối tượng lùi lại một bậc so với thứ tự hiện tại của nó. Mình cứ lấy cái hình tượng là đi cầu thang để mà mô tả cái chuyện này đó.
tiến lên một bậc thang, cao hơn bậc thang vừa đứng, lùi lại một bậc thang, thấp hơn bậc thang vừa đứng. Thế còn to front of layer hoặc là back to back of layer thì nó sẽ là nhảy lên cái bậc thang cao nhất đấy, hoặc là nhảy xuống so với bậc thang thấp nhất trong số các bậc thang hiện tại. Thế thì phím lệnh ở đây thì nó hơi khác so với lại phím lệnh ở bên Photoshop, thì nó dùng là các phím lệnh là path up, path down để mà diễn giải về cái sự tiến lên hay lùi xuống, và kèm theo là control hoặc là shift. Với control thì là chúng ta sẽ đi từng bậc từng bậc. Thế còn với shift thì chúng ta sẽ hoặc là nhảy lên đầu hoặc là xuống cuối. Ở đây chúng ta lấy cái màu vàng này chẳng hạn, tôi đưa nó xuống dưới cùng thì tôi sẽ là sử dụng shift này, bắt down. Chúng ta thấy là màu vàng đã bị đưa xuống dưới cùng và bây giờ chúng ta không nhìn thấy nó đâu nữa. Bây giờ shift path up thì chúng ta sẽ thấy nó chạy từ dưới cùng lên trên cùng. Bây giờ tôi đưa nó xuống một bậc thôi thì tôi sẽ giữ control và path down. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy là nó tụt xuống một bậc so với thứ tự hiện tại của nó, và nó nằm giấu dưới cái màu xanh cobalt. Nếu control path down lần nữa thì nó tụt xuống thêm một bậc nữa, và lúc này nó nằm dưới cái đối tượng xanh lá cây. Còn nếu control và down thêm một lần nữa thì nó lại chui xuống và nằm dưới so với lại hình đỏ. Như vậy là chúng ta đã biết cái cách gọi là đưa lên đưa xuống một cái đối tượng so với các đối tượng xung quanh của nó, bằng cách là đưa xuống từng bậc hoặc là đưa xuống dưới cùng, đưa lên trên cùng luôn. Ở đây thì chúng ta cần phải giải thích một chút về các cái khái niệm, bởi vì là nếu mà chúng ta đã từng làm việc với lại Photoshop thì chúng ta sẽ thấy là trong Photoshop thì cũng có khái niệm layer, nhưng mà mỗi layer thì nó lại chứa một cái đối tượng tương đối là độc lập. Coi như là chúng ta hiểu là mỗi một layer sẽ là một cái ngôi nhà riêng, một tầng nhà riêng. Thế còn đối với Corel thì khái niệm nó hơi khác biệt một tí, có nghĩa là nó sẽ có nhiều người cùng sống ở trong một tầng nhà đấy. Và chúng ta thấy là trong một khoản thiết kế thì chúng ta có thể hình dung là nó giống như là một cái cao ốc ấy, và một layer thì nó tương ứng với một tầng nhà, nhưng mà trong một nhà này có thể sẽ có nhiều người sống ở trong đó. Cái việc mà chúng ta thay đổi tầng thứ thì chẳng qua là những người ở trong căn nhà đó sẽ ở các cái vị trí cao thấp khác nhau. Ví dụ trong một căn nhà ở tầng thấp nhất chẳng hạn, như là chúng ta hay là một tầng nhà ở tầng thấp nhất là gì, ví dụ bọn trẻ con nằm xoài ra đất, nằm xoài ra sàn chơi thì đấy là tầng thấp nhất, đúng không? Chúng ta ngồi trên ghế là tầng cao hơn. Đó. Một ông nào đó đang trèo lên bàn cao để lấy cái gì đó thì ở tầng cao hơn ở ngồi ghế. Hay còn một ông nào đấy mà đang đánh tu tít lên móc ở trên trần để mà sửa điện hay là mắc lại con trần thì ông ấy là cao nhất ở trong nhà. Nhưng nếu như so sánh giữa cái đối tượng ở trong một layer như là một tầng nhà đó, thì cái ông mà trèo lên để sửa điện ở tít trên trần ấy thì cũng vẫn thấp hơn một đứa trẻ con nằm ở trên sàn ở tầng trên. Thì lúc đấy chúng ta sẽ xem cái khái niệm về layer trong này thì nó như thế nào nhé. Vừa rồi là chúng ta đang làm việc ở trong một tầng thôi. Nếu chúng ta gặp tầng thứ hai, tầng thứ ba thì nó sẽ thế nào? Thì chúng ta sẽ xem bằng cái cách như thế này. Các bạn vào trong trong Windows, các bạn vào lệnh Docker và vào phần Object Manager. Nếu như mà chúng ta tìm kiếm ở các phiên bản thấp hơn thì nó không nằm trong Windows mà nó nằm trong Tool cơ, thì các bạn sẽ phải tìm ở đấy. Còn X7 thì nó đưa vào trong Windows Docker và tìm tới lệnh Object Manager quản lý các đối tượng. Bây giờ chúng ta nhấn lệnh và chúng ta sẽ thấy mở ra một cái cửa sổ Object Manager ở đây, ở phía bên phải này. Quan sát thì chúng ta sẽ thấy một số thứ như thế này.
Thứ nhất là ở trong cái cửa sổ làm việc của chúng ta ở bên tay trái này có bao hiện đang có bao nhiêu đối tượng, thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái biểu tượng quản lý những đối tượng đó ở bên phía tay phải, và nó cũng diễn giải đúng cái tầng thứ vốn có của các đối tượng đang ở trong trang giấy làm việc của chúng ta. Ví dụ như là ở trong thực tế này, chúng ta thấy là cái xanh cô ban đang là nằm ở trên cao nhất, sau đó đến xanh lá cây, sau đó đến đỏ, sau đó đến hình chữ nhật màu vàng. Thì ở trong cái thứ tự quản lý và diễn giải ở trong cửa sổ Object Manager này thì chúng ta cũng thấy là nó sắp xếp đúng như thế. Hai cái này hoạt động theo nguyên tắc là bình thông nhau. Tôi có thể thay đổi một đối tượng nằm ở trong cái cửa sổ làm việc, thì cái đối tượng được quản lý ở trong cửa sổ Object Manager này nó cũng sẽ được thay đổi theo giống như thế. Ví dụ trong layer 1 này tôi đang có hình màu vàng là nằm ở dưới cùng. Bây giờ tôi sử dụng lệnh Shift Path Up, tôi đưa nó lên trên, thì ở cửa sổ làm việc chúng ta thấy hình màu vàng chạy lên trên cùng, nhưng đồng thời là ở trong cửa sổ quản lý chúng ta cũng thấy cái hình màu vàng này nó cũng trèo lên. Đấy. Và nếu như bây giờ tôi lại thực hiện cái việc kéo một cách thủ công, ví dụ tôi kéo thằng màu vàng này chạy xuống dưới thằng màu xanh của bạn, lập tức là chúng ta thấy là vị trí thay đổi ở trong cửa sổ quản lý này, thì cái màu vàng thực ở trong cửa sổ làm việc nó cũng bị thay đổi như thế. Cho nên là chúng ta có thể thay đổi tầng thứ cho đối tượng bằng cách là làm việc ở trong cửa sổ quản lý hay là làm việc ở trong trang giấy. Thiết kế của chúng ta đều như nhau. Thế bây giờ hiện tại chúng ta mới thấy ở đây có layer 1 thôi. Nếu như tôi tạo ra một layer 2 nữa, hay là tôi trồng lên thêm một tầng thứ hai nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng New Layer nằm ở ngoài cùng bên trái ở dưới đáy hộp Object Manager. Khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra một layer mới. Tất nhiên mặc định là nó sẽ để là tên là Layer 2, trừ phi chúng ta không đặt tên khác. Đấy, và đến đây tôi không đổi tên, tôi cứ để Layer 1, Layer 2 đi. Thì các bạn sẽ thấy là xuất hiện thêm một Layer 2. Nhưng mà tầng 2 này chưa có người ở, chưa có đối tượng nào cả. Và bây giờ nếu như tôi bổ sung thêm các đối tượng thì sao? Chúng ta sẽ xem. Bây giờ thay vì việc là sử dụng các cái hình chữ nhật, tôi dùng hình ellipse đi cho nó thay đổi. Và tôi vẽ ra một vài đối tượng ở đây. Như vậy là tôi đã vẽ thêm được một số hình. Và những hình này thì các bạn thấy nó xuất hiện trong layer 2, có nghĩa là bọn này sống ở tầng 2, bọn hình chữ nhật là sống ở tầng 1. Đấy, và các bạn sẽ thấy rằng bọn mới vẽ ra về mặt nguyên tắc mới thì nó đã nằm cao hơn các đối tượng cũ rồi, nhưng đồng thời nó lại còn ở cái mức độ là gì đấy ạ, ở tầng cao hơn. Đấy. Và nó sẽ che lấp toàn bộ các đối tượng mà đã phát sinh trước nó nằm ở tầng 1, ở layer 1. Thế bây giờ nếu như tôi sử dụng lệnh mà đã trao đổi với các bạn là thay đổi tầng thứ, thì tôi có đưa được một đối tượng ở dưới layer 1. Là chúng ta cùng xem nhé. Tôi chọn một đối tượng, ví dụ như là đối tượng màu đỏ, hình chữ nhật màu đỏ nằm ở dưới cùng ở tầng 1 đó. Bây giờ tôi sử dụng lệnh Shift Path Up, tôi đưa lên, thì nó có lên trên không? Có, nhưng nó chỉ lên trên ở mức độ là gì đấy ạ? Lên trên cùng so với tất cả các đối tượng hình chữ nhật đang có ở layer 1 thôi. Nó không vượt được ra khỏi cái layer 1 hay là cái tầng 1 của nó để cao hơn các đối tượng ở tầng 2. Tại vì cái lệnh mà chúng ta dùng là dành cho những cái đối tượng nằm cùng một layer với nhau thôi. Đấy. Muốn làm cao hơn có được không? Được, chúng ta có thể làm hai cách. Một là chúng ta kéo
thủ công kéo một cách trực tiếp bằng cách là tôi bấm vào đối tượng này, sau đó thì tôi kéo nó sang tầng khác. Đấy, cho phép ông sang tầng khác. Thì lúc này ông lên tầng 2 rồi thì chắc chắn là ông sẽ cao hơn các đối tượng ở tầng 1, và thích cao thấp đến đâu so với các đối tượng ở tầng 2 thì mình sẽ điều chỉnh nó. Hoặc không thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh để xem. Lúc này chúng ta muốn sử dụng cái lệnh để mà chúng ta đưa cho nó chuẩn thì chúng ta sẽ dùng lệnh như sau. Vào trong object, vào trong order. Lúc này chúng ta không sử dụng những cái lệnh mà chúng ta vừa mới giới thiệu với nhau nữa, mà lúc này chúng ta sẽ sử dụng một trong hai lệnh in front of và lệnh behind. Đó. In front of hoặc behind thì chúng ta sẽ chọn như sau. Chọn in front of. Sau đó thì chúng ta thấy nhấn lệnh rồi, nó sẽ xuất hiện một cái mũi tên màu đen rất là to như thế này. Và chúng ta muốn cho nó trèo lên, nó nằm trên đối tượng nào thì chúng ta chỉ thẳng vào đối tượng đó. Ví dụ tôi muốn là nó nằm trên đối tượng màu vàng cam này chẳng hạn. Tôi bấm vào đây. Tất nhiên nó sẽ có phát ra một cảnh báo rằng là nếu mà bạn đưa cái này, nếu bạn đưa cái này lên trên đó, lên trên so với đối tượng bạn vừa chỉ định, có nghĩa là đối tượng này nó nằm ở layer khác, thì có nghĩa là đối tượng nó phải chuyển tầng đấy, chuyển layer đó. Nhấp OK xác nhận thì lúc này bạn thấy rằng là nó trèo lên và nó nằm trên cái đối tượng màu cam đó. Hay là một lệnh khác, object order behind. Behind thì là ngược lại, tức là tôi muốn chỉ định cái thằng này nó nằm dưới thằng nào thì tôi chỉ vào cái thằng mà tôi muốn, ví dụ nằm dưới thằng xanh lá cây thì lúc này nó lại tụt xuống dưới và nó nằm gì đấy, dưới thằng xanh lá cây. Cái lệnh này thì không những là nó để chuyển tầng mà thực ra nó cũng để giải quyết những cái vấn đề phức tạp ở ngay trong một layer. Tại vì trong cái ví dụ này chúng ta mới đưa ra có vài đối tượng thôi, cho nên là cái việc di chuyển nó rất là đơn giản. Nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng trong một layer chúng ta chứa độ khoảng 100 đối tượng thì sao? Chúng ta chỉ có hai lệnh, trước đó chúng ta chỉ có hai lệnh để mà giải quyết thôi. Đưa lên từng bậc hoặc đưa xuống từng bậc, hoặc là đưa lên trên cùng hoặc đưa xuống dưới cùng. Thế bây giờ nếu như mà chúng ta chỉ di chuyển vài bậc thôi thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà chúng ta đặt vào một cái bài toán nó phức tạp hơn thì chúng ta sẽ thấy những cái lệnh chúng ta đang có rất là gò bó. Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi không cần biết là cái đối tượng của chúng ta đang nằm ở vị trí thứ mấy ở trong số 100 đối tượng nằm ở trong cùng layer đó. Nhưng bây giờ tôi được yêu cầu là đưa nó lên tới một cái vị trí chẳng hạn là thứ 5 chẳng hạn, từ trên xuống. Thì tất nhiên các bạn sẽ chọn cái phương hướng làm nhanh nhất, đó là các bạn đưa nó lên trên cùng, đúng không? Sau đó các bạn cho nó lùi xuống vài bậc để nó đạt tới vị trí thứ 5 từ trên xuống, hoặc là thứ 5 từ dưới lên chẳng hạn, cũng thế. Mình sẽ đưa nó xuống dưới cùng, sau đó nó đưa lên ngược lên vài tầng. Thì đấy là cái thao tác tương đối dễ nếu như mà chúng ta có một cái vị trí tương đối đặc biệt như thế. Nhưng bây giờ các bạn cứ thử hình dung nó được yêu cầu đưa lên mấy cái vị trí 49, 50, 51 chẳng hạn, nó nằm giữa, thì chúng ta sẽ không có một cái lệnh nào giúp cho chúng ta làm nhanh cả. Với các lệnh vốn có đó, chúng ta chỉ có thể đi từng nấc, hoặc là tiến lên trên, hoặc là lùi xuống dưới vài chục bậc cho tới khi nào mà nó đạt được vị trí mà nó cần thôi. Như thế thì sẽ rất mất thời giờ. Do đó cái lệnh là behind hoặc là in front of nó sẽ giúp chúng ta là chỉ định một cách đích xác luôn là cái đối tượng đó nó sẽ được đưa lên hoặc đưa xuống, nằm trên hoặc nằm dưới chính xác một đối tượng nào. Đấy, thì cái lệnh này thì nó sẽ giúp chúng ta di chuyển một cách nhanh chóng chính xác ở trong một layer hoặc là sang một layer khác. Thế còn cuối cùng chúng ta có một cái một số lệnh như thế này, đó là to front a page hoặc là to back a page. Thì lúc này nó sẽ sử dụng để nó đưa cái đối tượng này lên trên cùng trong trang hoặc là dưới cùng ở trong trang. Trên cùng trong trang hoặc dưới cùng ở trong trang thì chúng ta lúc này không cần quan tâm là trang này đang được thiết lập bao nhiêu layer, một layer hay là 10 layer hay 100 layer, nó không cần biết. Lệnh này chắc chắn nó sẽ đưa cái đối tượng được chọn lên trên cùng trong số tất cả các đối tượng hiện có trong trang, nó không quan tâm đến layer nữa. Ví dụ tôi chọn cái hình đỏ và tôi chọn lệnh to front of page. Đấy, tất nhiên nó cũng nhắc, nhưng mà lúc này là nó sẽ đưa lên trên cùng. Đấy. Còn các bạn không thích nó nhắc nữa, các bạn có quyền là thế đấy,
tắt cái câu thoại đó đi đấy, mà hỏi nhiều. Trường hợp này thì các bạn có thể tắt, cũng không cần quan tâm lắm. Thế như thế là chúng ta xác nhận lại là gì đây? Corel có khái niệm về layer, có khái niệm về tầng thứ. Mặc định thì nó sẽ chỉ có một layer duy nhất thôi khi mà chúng ta mới tạo ra tài liệu là layer 1. Nhưng nếu muốn, chúng ta có thể tạo ra nhiều layer khác nhau, và mỗi layer thì có thể chứa một hoặc nhiều đối tượng, và chúng ta có thể là di chuyển tầng thứ cho các đối tượng ở trong cùng một layer, hoặc chuyển từ layer nọ sang layer kia. Và cái việc mà chúng ta làm việc bằng lệnh hay là chúng ta làm thủ công ở trong cái cửa sổ layer Object Manager này thì nó đều có tác động qua lại giống nhau, cách nào cũng được. Thế đến đây thì chúng ta xem thêm về cái cửa sổ này nó giúp chúng ta làm những cái gì nữa, ngoài cái việc hiển thị những cái đối tượng và các tầng thứ qua đối tượng đó. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có mấy thứ mà chúng ta có thể làm việc này. Một là các cái dấu cộng hay trừ phía trước này, khi mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ thu lại và chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là số layer hiện có mà không khai báo một cách cụ thể các đối tượng nằm ở trong đó. Nếu tôi bấm dấu cộng thì nó sẽ sổ ra, và lúc này nó sẽ cho chúng ta xem cụ thể luôn là trong một layer này đang chứa bao nhiêu đối tượng, và chúng ta cũng có thể nhìn qua, chúng ta hình dung được là những đối tượng này nó có tính chất như thế nào. Bởi vì các bạn nhìn thấy ở đây nó khai báo này, ví dụ như là đây là một rectangle này, nhìn màu thì chúng ta nhìn thấy màu đỏ này. Đấy là những cái thông tin rất là sơ bộ để chúng ta biết được về cái đối tượng mà chúng ta muốn xem. Thế còn là ở mức độ quản lý thì chúng ta có mấy thứ như thế này. Có một hình con mắt nằm ở từng layer, và bằng cách bấm vào con mắt này, các bạn có thể cho nó nhắm mắt hoặc mở mắt. Mở mắt thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái đối tượng hiện có trong layer. Còn nếu mà chúng ta cho con mắt ở layer này nhắm lại thì có nghĩa là chúng ta đang ẩn đi, ẩn các đối tượng ở trong layer đó đi. Và ẩn khác với lại xóa bỏ nhé. Ẩn là nó vẫn tồn tại nhưng mà hiện tại nó không cho chúng ta nhìn thấy thôi. Bật lại thì chúng ta sẽ lại nhìn thấy được đối tượng, do đó là đối tượng vẫn hoàn toàn hiện hữu. Và nếu như mà chúng ta nối máy in ra, chắc chắn chúng ta vẫn thấy đầy đủ tất cả các đối tượng đó. Thế con mắt này là để cho chúng ta hiển thị hay là giấu một layer đi. Đó. Ở đây chúng ta nối máy in ra hay là chúng ta chuyển file đi để ra phim hay một cái gì đó, thì có thấy những cái hình mà chúng ta đang giấu không? Có. Nối máy in nó vẫn in ra. Đây chỉ là không cho nhìn thấy ở trên màn hình thôi. Thế còn trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là tôi bấm vào cái biểu tượng máy in ở đây. Khi tôi bấm vào đây, nó tạo ra điểm cấm, thì nó lại ở cái tình trạng ngược lại, là các bạn có thể nhìn thấy cái đối tượng ở trên layer này, ở trên màn hình. Nhưng mà một khi bị cấm in thì có nối máy in in ra, nó cũng sẽ không in ra các đối tượng mà các bạn đang nhìn thấy ở trong cái layer 2, mà chỉ in ra những đối tượng nằm ở layer 1 thôi. Mặc dù cả hai trên màn hình chúng ta vẫn đều nhìn thấy cả. Thế còn trường hợp thứ ba thì sao? Trường hợp thứ ba là cái bút đấy, cái bút này, cái bút chì này, nếu như các bạn bấm vào mà hiện ra cái biển cấm thì chúng ta sẽ thấy là nó khóa cái layer mà chúng ta đang bấm vào đây. Tất cả các đối tượng lúc này bị xám, nó vẫn liệt kê đầy đủ tất cả các đối tượng nhưng mà tuyệt đối chúng ta sẽ không chọn được đối tượng nào cả. Đấy, khi các bạn bấm vào thì các bạn không thể chọn được các đối tượng, mà các bạn chỉ chọn được các đối tượng ở layer khác thôi. Đây là cái cách làm việc thông minh. Tại vì khi mà chúng ta thiết kế thì bản chất thiết kế thì tôi cứ nhắc lại, đấy là chúng ta ghép những cái đối tượng rất là đơn giản vào với nhau để tạo thành một tổ hợp phức tạp hơn. Và từ các tổ hợp phức tạp hơn đó, chúng ta lại ghép tiếp với nhau để tạo thành các tổ hợp phức tạp hơn nữa. Và nhiều tổ hợp phức tạp như thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Thế trong quá trình mà chúng ta ghép các cái đối tượng đơn giản
trở thành những tổ hợp phức tạp hơn. Thì khi mà chúng ta đã tạo thành một tổ hợp mà chúng ta hài lòng rồi thì chúng ta có thể quản lý nó ở trong một layer riêng như thế, và bằng cách là khóa nó lại như thế này thì chúng ta không lo rằng chúng ta xóa nhầm, chọn nhầm, di chuyển nhầm nữa. Đấy thì cái thao tác mà quản lý từng cụm đối tượng một, từng cái nhu cầu riêng lẻ một trên những cái layer khác nhau như thế này thì nó giúp chúng ta là làm việc chuẩn, không bao giờ nhầm lẫn, không bao giờ xóa nhầm, di chuyển nhầm cả. Thế ngoài ra thì còn có một cách khác nữa như thế này. Các bạn cũng không cần phải khóa, mà lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái lệnh làm việc như sau. Ở trên này chúng ta có một số các cái tùy chọn. Ví dụ như là cái nút này gọi là nút Show Object Property. Nếu như tôi bấm cái này thì các bạn sẽ thấy là nó đưa ra đây thêm rất là nhiều tham số. Đây, các bạn quan sát. Tôi bấm nút này xuống thì thay vì việc là chỉ có mấy cái dòng hay là mấy thông tin mô tả rất vắn tắt là đây là một hình chữ nhật và nó được tô màu đỏ. Nhưng mà tô màu đỏ như thế nào, tham số nó như thế nào thì lúc này khi tôi bấm vào đây nó sẽ khai báo kỹ hơn. Ví dụ màu đỏ này là C0 M100 I100 K0. Đấy là tham số màu của cái màu đỏ mà chúng ta đang quan tâm, đúng không? Outline thì là gì đấy? Tất cả tham số khác 0 và riêng K là 100. Thế và độ dày đường viền là gì đấy ạ? 0,5 point. Đó. Thì đấy là cái thông tin mà chúng ta có thể nắm được một cách kỹ càng và chi tiết hơn. Tất nhiên là khi nào thích, khi nào cần thì chúng ta mới bật lên, còn nếu không thì chúng ta cứ để như thế này thôi cho nó gọn gàng, ngắn gọn, chúng ta chỉ quan sát nhanh như thế này thôi. Thế còn cái trường hợp thứ hai đấy là cái nút Edit Across Layer. Khi cái nút này mà được bấm xuống cho phép, có nghĩa là tôi có thể chọn xuyên tầng. Ở đây tôi có hai tầng đúng không? Layer 1 và Layer 2. Trên mỗi layer thì lại chứa một số các đối tượng khác nhau. Bằng việc là bấm vào một đối tượng nào đó, chúng ta có thể chọn được nó. Thì chúng ta không cần phân biệt rằng là chúng ta đang làm việc ở Layer 1 hay Layer 2. Mà tôi bấm trúng cái nào là cái đó sẽ được chọn. Cái này thì nó giúp cho làm việc nhanh, tiện, nhưng đồng thời cũng tồn chứa những cái nguy hiểm rằng là có thể là chọn nhầm, xóa nhầm hoặc dịch chuyển nhầm, vân vân. Do đó thì nếu mà làm việc chuẩn, người nào mà làm việc có kinh nghiệm rồi thì thường là người ta tắt bỏ cái này đi. Đấy. Khi người ta tắt bỏ cái tính năng này đi thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi không thể chọn được nếu như mà tôi không chọn layer. Đấy. Lúc này các bạn nhìn rõ nhá. Con mắt thì không tắt, đúng không ạ? Đây là nhìn kỹ này. Con mắt ở từng layer không hề tắt, nhưng mà các đối tượng ở layer 1 này đang bị xám đi và chúng ta không thể chọn, chúng ta không thể làm gì được với lại các đối tượng này mặc dù tôi kích chúng nó rồi. Lý do là vì chúng ta đã tắt bỏ cái lệnh Edit Across Layer này đi. Bằng cách này thì chúng ta chỉ có thể chọn được một đối tượng nếu chúng ta xác nhận là chúng ta làm việc với layer nào thôi. Hiện tại các bạn nhìn thấy là layer 2 có màu đỏ và chữ tên layer 2 này nó bold lên. Đồng thời tất cả các đối tượng mà nằm trong layer 2 này là chúng ta thấy có màu, đầy đủ màu mè, đúng không? Thế nhưng mà cái layer 1 này thì tên không đỏ và tất cả các cái đối tượng đang được quản lý trong này thì nó xám hết. Bây giờ tôi chỉ có thể chọn được những cái đối tượng nào liên quan tới layer 2 thôi. Đấy là hình chữ nhật màu đỏ và các hình ellipse. Nhưng bây giờ nếu mà tôi lại chuyển xuống, tôi bấm vào layer 1 như thế này, tôi chọn layer 1 thì lúc này các đối tượng ở layer 2 lại bị xám đi và tôi có kích chúng nó tôi cũng không thể nào mà chọn được, mà thực ra là tôi chỉ chọn được những cái đối tượng ở layer 1. Do đó thì với cái cách quản lý như thế này thì chúng ta sẽ đảm bảo được vấn đề là gì ạ? Không sợ là làm nhầm, thao tác nhầm, dịch chuyển nhầm, xóa nhầm. Đấy. Người nào mà làm nhiều kinh nghiệm rồi thì người ta rất thích làm theo cái cách tức là quản lý theo từng layer và đồng thời là đặt ở chế độ là tắt bỏ cái lệnh Edit Across Layer này đi để đảm bảo rằng là tôi thao tác với thằng nào là tôi thao tác chuẩn xác với thằng đó, không có chuyện nhầm lẫn nữa. Thế và có một cái nút thứ ba ở trong này thì nó là View, các chế độ View thì nó đang để ở chế độ là On Page Layer and Object. Còn nếu mà chúng ta chọn là Current Page Layer Only thì nó sẽ
chỉ cho chúng ta xem một cách vắn tắt nhất như thế này thôi. Đấy, nó sẽ có desktop này, gai này, layer 1, layer 2 vân vân. Tất cả những cái này chúng ta sẽ nhìn thấy, gọi là giới thiệu nhanh là có bao nhiêu layer như này thôi. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ không làm thế này, chúng ta sẽ để ở chế độ on thế này để chúng ta còn quản quản lý kiểm soát được các cái đối tượng của chúng ta. Như vậy là với cái cửa sổ Object Manager này cộng với lại các cái lệnh về order để thay đổi về tầng thứ cho các đối tượng, thì chúng ta đã có thể là nhắc lên nhắc xuống quản lý được các đối tượng trong cái trong cửa sổ làm việc của Corel rồi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm việc với lại các lệnh về, à xin lỗi xin lỗi, vẫn còn một thứ nữa cần phải nói đây. Về mặt nguyên tắc thì layer nào sinh ra sau thì nó sẽ nằm lên trên, cũng giống như là đối tượng nào mà vẽ sau thì nó sẽ nằm lên trên. Nhưng mà chúng ta có đổi được cả layer này không? Chúng ta đổi được nhá. Các bạn chỉ việc là gì đây, kéo layer nọ xuống dưới layer kia, thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi thứ tự của các tầng. Và nếu như tôi đã kéo một layer nọ xuống dưới một layer kia thì tất cả các đối tượng thuộc về layer đó nó cũng sẽ bị kéo theo cái layer đó xuống tầng dưới, và nó thay đổi thứ tự so với các đối tượng mà ở layer trên. Đấy, lúc này thì tất cả các đối tượng đó đều nằm thấp hơn các đối tượng ở layer 1 chẳng hạn. Đây, trước đấy thì những thằng nào nằm ở tầng 2, layer 2 này thì cao hơn, nhưng bây giờ tôi kéo layer 2 xuống nằm dưới vị trí layer 1 thì tôi sẽ đổi chỗ toàn bộ các đối tượng nằm trực thuộc về cái layer 2 đó thấp hơn các đối tượng trực thuộc layer 1. Đấy, tôi phải bổ sung thêm cho các bạn cái đó nữa. Tức là chúng ta có thể đổi chỗ cả một layer với các đối tượng nằm bên trong đó. Thế là như vậy là chúng ta đã làm quen thêm một cái khái niệm về tầng thứ của các layer, đồng thời các cái lệnh hoặc là các thao tác giúp chúng ta quản lý hoặc là thao tác đưa lên đưa xuống thay đổi tầng thứ cho các đối tượng thuộc một layer hoặc các layer hoặc trong cửa sổ làm việc của chúng ta.